Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nội Thất Thuận Phát. Rất vui là được gặp lại mọi người trong video này. Video này mình sẽ chuẩn bị xuất 150m² sàn nhựa có keo sẵn cho một đại lý. Và hôm nay đây là mình đã tập kết vật tư sẵn ra đây, và mình cũng nhân tiện để giới thiệu cho các bạn giá rất là ưu đãi. Các bạn có thể đặt hàng tại đây để nhận một mức giá ưu đãi, và mình sẽ không chần chừ để báo giá cho các bạn luôn. Đấy là sàn nhựa giả vân gỗ có keo sẵn được bên mình phân phối với giá 99.000 đồng 1m², giá rất là ưu đãi, từ trước đến nay mà chưa khi nào bên mình bán giá này nhé các bạn nhé. Như các bạn đã thấy thì trên thị trường hiện nay mức giá dao động từ 120 cho đến 135.000 1m² với sàn nhựa dán keo sẵn này, độ dày 2 ly nhé các bạn nhé, độ dày đủ tiêu chuẩn 2 ly. Và những cái bảng màu bên mình đang có hiện nay đấy là màu mã 15 là màu vân gỗ các bạn này. Đấy, mình sẽ cho các bạn thấy những bảng màu bên mình đang có sẵn hiện nay tại kho mình nhé các bạn nhé. Và đây là màu 20, đây là màu 18 nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn hợp màu nào, mệnh nào thì hãy liên hệ ngay đến hotline 0972584331 để sở hữu cho gia đình mình ngay màu đấy cho gia đình mình nhé các bạn nhé. Và đây là mã màu 17, mã màu vân gỗ ốc chó cũng rất là đẹp, được bán chạy nhất thị trường hiện nay tại kho Thuận Phát nhé các bạn nhé. Mã màu 17 bán rất là chạy các bạn ạ. Và đây là mã màu 007. Đấy. Tiếp đến là mã màu 20. Đấy, các bạn mà có nhu cầu sử dụng cho shop thời trang hay là phòng khách, phòng ngủ thì dùng mã 20 đều được nhé các bạn nhé. Lên màu ghi này lên rất là tây luôn các bạn ạ. Đấy, đây là màu mã 20 nhé các bạn nhé. Và đây là màu mã 14 cho những khách hàng nào thích vân gỗ cổ điển đấy. Thì màu vàng này là một màu phù hợp với tất cả các anh chị và các cô chú các bạn sử dụng cho phòng khách, phòng ngủ hay là bất kỳ nơi đâu đều được nhé các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đây là gồm có 150m² sàn nhựa bên mình hôm nay chuẩn bị xuất cho đại lý với giá chỉ 99.000 đồng 1m². Và các bạn có nhu cầu sử dụng sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay đến hotline 0972584331 để sở hữu sản phẩm cho gia đình mình ngay hôm nay. Và bảng màu thì nó cũng rất là nhiều màu, nên anh chị hợp với màu nào, mệnh nào thì hãy liên hệ ngay đến bên mình để được sở hữu sản phẩm với màu đó nhé các bạn nhé. Và hôm nay bên mình giao cho khách thì với hai mã màu, đấy là mã màu 20 và mã màu 14. Các bạn có thể nhìn thấy này, đây là mã màu 14 nhé các bạn nhé, 14 màu vàng và mã màu 20. Đấy, khách mua một lúc 150m² sàn nhựa gồm có mã màu 20 75m² và mã màu 14 75m². Đấy, và cái sàn này thì thi công rất là dễ luôn các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy đường sau thì nó có một lớp keo sẵn rồi các bạn này. Chỉ cần lột lớp giấy này ra và bóc thôi nhé các bạn, và dính vào tường và vào nền thôi nhé các bạn nhé. Đằng sau này nó có một lớp keo sẵn, các bạn chỉ việc bóc ra và dính vào tường thôi, vào nền thôi nhé các bạn nhé. Đây, các bạn có thể bóc lớp giấy phủ này ra này, rất là dính luôn này. Mình bóc thử cho các bạn, bạn xem nhá. Đấy, rất là dính luôn các bạn ạ. Đây, rất là dính luôn đấy. Ui, dính rất là dính các bạn ạ, dính lắm. Đấy, chính vì thế các bạn không chần chừ để mua những cái sản phẩm với giá ưu đãi nhất trên thị trường chỉ với 99.000 đồng 1m². Và mình bao giá toàn quốc, không ở nơi nào có với mức giá như thế này nhé các bạn nhé. Đấy, và bên mình là sàn nhựa mang thương hiệu Queen Floor Korea Technology, mang công nghệ của Hàn. Đấy, mang công nghệ của Hàn luôn nhé các bạn nhé. Và mình có rất là nhiều màu để cho các bạn lựa chọn. Chính vì thế các bạn có nhu cầu sử dụng màu nào phù hợp với mệnh của gia đình thì hãy liên hệ ngay đến bên mình để sở hữu cho gia đình mình ngay hôm nay nhé các bạn nhé. Và giá chỉ với 99.000 đồng 1m², so với thị trường thì giá tại đây giảm 20-30.000 đồng 1m². Chính vì thế các bạn tiết kiệm được nhiều kinh tế cho gia đình mình khi mua sản phẩm tại đơn vị Thuận Phát phân phối. Và bên mình sẽ giao hàng toàn quốc nhé các bạn nhé, thanh toán khi nhận hàng nhé các bạn nhé. Và các bạn có thể nhìn thấy một lần nữa, đây là 150m², bên mình đang chờ xe vào bốc để giao cho khách hàng. Đấy, rất là nhiều màu, rất là nhiều màu luôn các bạn ạ, rất là nhiều màu. Và các bạn hãy nhanh tay liên hệ ngay hôm nay để sử dụng cho gia đình mình sản phẩm đẹp và chất lượng nhất. Và mình xin phép khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.